báo Women Health phát hành ở Sài Gòn, công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm EV Princess tổ chức khai trương showroom EV Princess và ra mắt dòng sản phẩm mới dược mỹ phẩm DL Miracle. Nhân chuyến thăm của Hoa hậu Á Châu Thế Giới 2012, Elizabeth Bích Liên về Việt Nam vào dịp sinh nhật của cô. Lễ khai trương showroom được xem là headquarter tại Việt Nam của EV Princess đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí đầm ấm. Đặc biệt, có sự hiện diện của các doanh nhân thành đạt từ Mỹ, có Ban Hoa hậu Người Việt Thế Giới năm 2013. Ca sĩ Thu Nga, Thu Minh cũng là ba phụ tá đắc lực của EV Princess trong việc điều hành các trung tâm thẩm mỹ Bích Liên Beauty Skin Care tại San Jose, Hoa Kỳ. Ông Tô Giang Lai, giám đốc thương mại của trung tâm Thúy Nga Paris, Hoa hậu Mina Lê, Á hậu Quế Vân, Á hậu Trà Giang và các văn nghệ sĩ của Sài Gòn như nghệ sĩ Kim Cương, nghệ sĩ Hữu Châu, siêu mẫu Trương Ngọc Tình. Toàn bộ chương trình được điều khiển bởi MC Sướng Ngôn Viên Thanh Tùng, vừa mới từ Hoa Kỳ bay về Sài Gòn trước ngày khai trương hai hôm. Hoa hậu Elizabeth Bích Liên là cái tên đã quá quen thuộc với cộng đồng người Việt ở Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Sự nổi tiếng của cô xuất phát từ danh hiệu Hoa hậu áo dài, lần đầu tiên cô đạt được tại Kansas vào năm 1986. Sau đó cô được vinh danh là người phụ nữ Việt Nam tại hải ngoại, tổ chức tại Bắc Cali năm 1996, Hoa hậu phu nhân của tiểu bang Cali năm 2004, Hoa hậu công nương Á Châu USA tại California năm 2006, và gần đây nhất là Hoa hậu Á Châu Thế Giới năm 2012. Những thành công trong môi trường sắc đẹp chính là nền tảng và động lực để cô chọn sự nghiệp thẩm mỹ, song hành với công việc kinh doanh, giúp cho cô tạo nên thương hiệu mỹ phẩm EV Princess nổi tiếng trên toàn thế giới. Việc tạo ra được một sản phẩm khiến hàng triệu người trên toàn thế giới tin dùng cũng khó như là việc cô đã 5 lần đạt được vương miện Hoa hậu. Đó là điều không dễ dàng gì mà ngày 1, ngày 2 có thể làm được. Từ số tiền thưởng của cuộc thi Hoa hậu lần đầu tiên đã giúp Hoa hậu Bích Liên học lên cao học về ngành thẩm mỹ. Qua nhiều năm nghiên cứu, cô cùng nhóm bác sĩ quốc tế đã bào chế thành công dược mỹ phẩm EV Princess, một sản phẩm hữu hiệu cho làn da người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Á Đông. EV là tên và họ của cô, Elizabeth Võ. Gương mặt đại diện của thương hiệu cũng như ở bất cứ nơi đâu xuất hiện sản phẩm EV Princess đều có hình ảnh của cô. Đây là sự khác biệt so với các thương hiệu mỹ phẩm khác trên thị trường. Hỏi về điều này, Hoa hậu Elizabeth Bích Liên cho hay, sự đại diện cho thương hiệu của mình cả về tên gọi lẫn hình ảnh là một sự khẳng định mạnh mẽ đối với khách hàng rằng sản phẩm thật, con người thật và có giá trị thật. Và giá trị thật đã được chứng minh trong 16 năm qua bởi hiệu quả sử dụng của hàng triệu người trên 15 quốc gia như Pháp, Đức, Phần Lan, Canada, Thụy Điển, Na Uy. Hiện nay, EV Princess là thương hiệu mỹ phẩm được đánh giá là phát triển nhanh và thành công nhất trên thế giới. Việc phát triển thương hiệu tại Việt Nam như một điều tất yếu, dù ban đầu không có trong ý định. Nhưng khi nhận thấy mong muốn được sử dụng sản phẩm của nhiều người ở Việt Nam do người thân ở hải ngoại giới thiệu, ý định về việc phát triển mỹ phẩm EV Princess tại quê hương được hình thành từ đó. Năm 2007, những sản phẩm đầu tiên của EV Princess đã có mặt tại Việt Nam. Trải qua rất nhiều khó khăn trong thời gian đầu, giờ đây, khi trở lại Việt Nam lần này, Hoa hậu Elizabeth Bích Liên rất vinh dự và tự hào vì một showroom mới của EV Princess đã có mặt tại Thương Xá Tắc, một trung tâm mua sắm lớn và lâu đời nhất tại thành phố Sài Gòn, vào ngày Chủ nhật 29 tây tháng 9 năm 2013, cũng như đã không ngừng nghiên cứu và phát triển thành công dòng sản phẩm tân tiến mới mang tên BL Miracle. Sự nghiệp thành đạt nhưng không làm cho Hoa hậu Elizabeth Bích Liên quên đi cội nguồn, quê hương, không quên đi khoảng thời gian sống lam lũ và cơ cực lúc nhỏ. Cô tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn. Không dừng lại ở những việc từ thiện nhỏ lẻ đơn thuần,
năm 2006 bằng việc thành lập Bethlehem Charity Foundation. Những chương trình từ thiện của cô đã được cộng đồng xã hội và nhiều doanh nhân hảo tâm cùng hưởng ứng, mang lại nhiều đóng góp tích cực cho người Việt ở khắp mọi nơi. Từ Việt Nam qua đường dây điện thoại Diễn Liên trả lời lý do khiến cô khai trương thêm một showroom tại Thương Xá Tắc, Hoa hậu Bích Liên cho biết như sau: với mong muốn đưa tới những sản phẩm chăm sóc da đạt chất lượng quốc tế đến người tiêu dùng, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam, cũng như gửi lời cảm ơn đến sự ủng hộ, tin tưởng của hàng triệu khách hàng đã tạo nên sự thành công của dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetic thời gian qua, Bích Liên quyết định mở thêm showroom, đánh dấu sự có mặt của dòng sản phẩm mới BL Miracle và các loại dược thảo bồi bổ sức khỏe, ngăn ngừa và chống lại bệnh ung thư, gồm có Astro Balance, EV Slim Beautiful, linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo. Đó cũng là cơ hội hiếm có để vị tổng giám đốc hệ thống mỹ phẩm EV Princess Cosmetic và Bích Liên Skincare là Elizabeth Bích Liên, Hoa hậu phu nhân Á Châu Thế Giới 2012-2013 và các anh chị em trong gia đình được gặp gỡ quý khách, những thân chủ đã ủng hộ mình từ nhiều năm qua, cùng với nhiều vị khách mời nổi tiếng trong nước cũng như hải ngoại, được tư vấn và chăm sóc da miễn phí từ những chuyên viên EV Princess. Ngoài ra, có những lý do phụ khác là từ trước đến nay, các cơ sở của mỹ phẩm EV Princess Cosmetic và Bích Liên Skincare đã có mặt và trải dài từ Nam ra Bắc ở Việt Nam. Tuy nhiên, chưa có một cơ sở tổng đại diện cho mỹ phẩm EV Princess Cosmetics và Bích Liên Skincare theo đúng tầm mức phát triển lớn mạnh của thương hiệu. Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua, cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đông trùng hạ thảo và linh chi đỏ.